Sáng ngày 17 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, VietinBank tổ chức cầu truyền hình trực tuyến mừng Xuân Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các đơn vị trong toàn hệ thống VietinBank. Tại chương trình, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ nhân viên VietinBank. Đồng thời, đồng chí Lê Đức Thọ đã chỉ đạo quán triệt toàn hệ thống, tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt và có kết quả các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra trong năm 2021. Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank đề nghị, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết, toàn hệ thống VietinBank cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của năm 2021. Đồng chí Lê Đức Thọ chỉ đạo toàn hệ thống VietinBank cần phải tiếp tục tập trung cao độ, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện có hiệu quả 9 nội dung trọng tâm trong năm 2021. Năm 2021 cũng là năm toàn hệ thống VietinBank bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng hệ thống VietinBank sẽ tận dụng được cơ hội, thời cơ, tiếp tục nỗ lực và quyết tâm cao xây dựng và phát triển hệ thống mạnh mẽ, hiệu quả, an toàn, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.